Khi thầy Body trở thành chúa tể jumpscare. Hù vậy thôi hả? Và hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với tôi. Thì sau 2 tuần chuẩn bị cho cái việc dọn qua chỗ ở mới thì đến bây giờ lượng công việc của tôi đã chính thức chưa xong, là làm sao mà xong được. Nhưng sao tôi vẫn cố sắp xếp tuần này ra 2 clip được. Thì chúng ta cùng đến với Body and Real Chapter 4 rồi. Sau bao nhiêu lâu thì tôi đã có cơ hội để mà ngồi ở đây làm. Tại vì đơn giản là tôi để dành đúng không ạ? Có hai người hỏi tôi bên EB cho tôi hỏi, và thật ra tôi để dành qua nhà mới la hét cho đã chứ đúng không? Ở đây tôi có hai ắc đúng không ạ? Chapter 4 có hai ắc. Tôi chơi ắc 2 luôn. Ắc 2 phải sao ắc 1 nha. Rồi coi cũng được. Chơi từ từ ai vội đúng không? Rồi bây giờ new game luôn đi. Rồi tôi xin cảm ơn tác giả một lần nữa nha. Trời, hồi hộp quá mấy ông. Để tôi coi cách trên. Phải có cách trên chứ, đặc sản mà đúng không? Từ thời xa xưa thì tôi thấy ông quay quách tôi quay cái gì phải không? Để tôi shop nha. Ông đã hù tôi như một đứa con nít, và ông thực sự đã làm như thế. Tôi không thể làm cái gì mà để thay đổi ông và mất cười ai thử hay là và cái gì tôi. You can't expect me to go back there. Nói chung là tôi đang làm một cái gì đó mà để tôi không muốn quay về đó, để mà thay đổi cái gì đó 20 năm về trước đúng không? Vẫn là một cái kịch bản về quá khứ tương đối là gì đó. Ê, tôi vào trường và tôi đang ngồi xem TV đúng không? Học hành suốt ngày không học. Toàn anh xem TV bởi vì bị ông ánh là phải rồi. Hello thầy. Ê, giọng bé gái mà lúc này tôi còn là một bé gái. Ổng đâu? Cái gì? Cậu biến à? Ê gì? Tim đập mấy mày. Tim đập đừng có hù nha. Trời ơi, mới vô hù ấy. chắc không hù đâu, mới vô không hù đâu. Đúng rồi, đúng như vậy, mới vô ít khi hù lắm. Chắc tay 4. Tất cả về cô ấy à. Hình đấy, được đấy. Trông vẻ là game lag hơi lâu nhỉ. Lag hơi lâu. Ấy, đây được. Mày lại flash like. Flash like. Ok, và bây giờ tôi đã trở về tốc độ chuột nhanh thế. Tôi đã quay trở về với cái chỗ xó xỉnh nào đó, và vẫn có một cái đèn flash mà. Stamina, cái này tôi có stamina rồi, không có chạy được vô hạn nữa. Thế thì thôi luôn nhá. Lúc này không biết là có thầy chưa nữa. Mấy chỗ nó tối thế. Chỗ này cũng tròn trong sáng lắm. Thế là leo lên đây đi về luôn chứ. Cuối cùng là nó vẫn có một cái gì đó mà làm cho tôi khá là hoang mang khi mà vào cái trò này đúng không? Đây là cái... Giờ tôi phải tìm một cái gì đó để mà mở cái này ra. Mở cái ổ khóa này ra. Trời, có tiếng tim đập nữa kìa. Có chuyện gì? Trời, mé tắt đèn làm gì? Tim đập em ơi. Tại sao? Có dấu hiệu gì không? Nhạc nền á. Chắc là cái nhạc nền rồi. Nhạc nền làm chi vậy? Nhạc nền mà làm tim đập, tôi tưởng là có cái chuyện gì. Mà ở chỗ này cũng nguy hiểm lắm nè. Chỗ này tôi không biết có gì không nữa, sao nó đen xì lì vậy. Đi ra cái con nào nhảy xuống cái mẹ hú ve luôn á. Rồi không có gì. Đành trả. Cũng không có chịu. Cái gì? Trời ơi, cái gì? Bức hình mấy ông ơi, bức hình. Trời, nhiều cái thứ lạ lẫm quá, làm gì có bức hình. Trời, nhiều đường đi vậy. Lú rồi sao? Cái này nhìn ám ảnh đấy nha. Hơi ám ảnh đấy. Bên này là cái đường ra. Ở trong này là cái gì vậy? Trong này có cái gì vậy? Xây chỗ này gì chơi thôi ra. Ôi mấy tôi nghĩ. Nãy giờ tôi không để ý jumpscare không à. Jumpscare cái báo luôn á. Gì? Cái này là xà ben. Tôi vừa thấy cái xà ben tôi ánh vào cái nhận được luôn. Mà sao nó không hiển thị lên cái tay? Hiển lên cái tay thì nó hay. Ui. Chỗ này đi có bị vướng à. Rồi đi để ý chỗ này á, mấy ổng gược trong này là đi là đừng để vướng á. Đấy đó, đi qua nó giật vướng thấy không? Gì cái xà beng mở cái này rồi. Cái xà beng mở cái này rồi còn gì nữa. Ui giời, đền giản luôn. Cái xà beng nãy cửa ra đột nhập vô trường đúng không? Đục cái này đột nhập hay là đào tẩu vậy? Thôi mở đi. Cái gì? Xong mở. Ui. Cái gì? Đầu tròn gió mấy không? Body đập tôi rồi, cái đầu tròn gió. Vậy là lúc nào tôi cũng phải bị ổng bắt thế à? Tôi là con gái 10 năm trước mà sao tăng bảo ấy nha. Tăng bảo lắm thầy Body. Hình ảnh thầy Body của chúng ta không có mà dễ thương như bình thường đâu. Vậy chơi mai hết hết. Đầu tao đau. Đây là cái câu chuyện về sự đau đầu của tôi thôi, không có gì đâu mấy ông ạ. Theo tôi như thế đấy.
Cái này là cái gì vậy? Mày tối hù rồi mấy ông ơi. Cái trưởng ngạc. Ngạc lúc này chưa ghê đâu. Này là gì vậy? Ở đâu nhà tôi còn chưa có cái màn hình cong như thế này. Mà trong trường của thầy đã có cái màn hình cong đẹp như thế này là hay ấy, công nghệ cao đấy. Đỏ đỏ gì? Có cái tính năng soi xa này cũng được. Ôi trời ơi, cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì? Exit, exit cho em về. Cho em về lên. Cái gì? Ôi shit. Có cái gì bên này nữa? Ôi trời, thôi. Ôi, cái gì? Rốt cuộc nó là cái gì vậy? Hù vậy thôi hả? Ôi trời. Shit. Game kiểu gì sao nó lạ lạ vậy mấy ông? Sao tiếng lạ lạ gì? Có tình yêu xem nè. Ý hình như là quay chỗ khác đúng không? Quay chỗ khác là tôi không có bị ảnh hưởng mấy ông ơi. Mẹ body gì? Body này đắt quá. Body này không có vui. Vẫn đắt như chapter 1 mà tôi chơi mấy ông ơi. Chapter 4 vẫn còn đắt. Ý không phải đường này, hình như là đường này phải. Đường nào ta? Đường này đúng không? Hay thôi đi lên đây cho chắc. Ý bên này có cửa gì? Ý. Cái gì đây? Uwu à? Chỉ là Uwu thôi mà. Ê trời ơi, bé gì vậy? Bé nhìn ghê đấy. Làm toàn mấy cái gì ghê ghê không mà. Tác giả chán ghê. Làm cái nào mà chắc cute xíu. Ờ, yêu Will cũng cute đó không? Cute đấy. Đánh thì người ta dứt luôn đi. Tìm đường ra mấy mà. Nhanh mày. Nhanh mày được. 8 cuốn rồi hả? Mấy 8 cuốn rồi. Không ít đâu. Mà chạy còn có stamina nữa. Chán thiệt. Bên này con cuốn nè. Nhặt vô. Ê trời ơi. Trời ơi cái gì em gì. Toàn là hù không dễ anh. Cái này rồi stamina nhặt sách nó không có hồi đầy stamina giống như. Khi stop when you watch. Ông thầy sẽ ngưng khi mà tôi nhìn ổng. Có đâu ổng có ngưng đâu. Ông thịt tôi luôn ngưng cái gì. Vũ không á. Ổng làm thịt tôi luôn cho ông ngưng đâu. Mà gặp ổng là nó tưng nhạc lên cái nó hù mình cái. Ôi trời ơi, không nhìn nhé em, không nhìn. Không nhìn thầy ơi, thầy trong này á. Sao em thấy thầy bên kia mà. Thế là không sao, em không nhìn thầy là được chứ gì. Đúng không? Đừng nhìn thầy. Em không nhìn, phải, có khả năng là ổng ở đây á. Ôi trời ơi, không nhìn. Không nhìn thầy ơi. Giật mình. Mét game deep. Game kinh quá đó. Đừng nha. Không nhìn. Nhìn thầy làm gì đâu? Nhìn thầy xì 10.000 à? No, em không xì 10.000 nữa đâu. Rồi tôi thở không? Tôi thở hơi lên này. Này có đường ra không vậy? Không biết ông có sau lưng không nữa. Ôi trời ơi, không có gì. Tôi còn ngay cuốn nữa đâu mà ông sau lưng rồi sao chạy? Đâu mà game in? Em chơi bời gì? Đây cuốn sách nè. Nhưng mà có đường đi ra hên mấy không? Chứ tôi không biết sao mà đi ra luôn, quay ra là gặp ổng liền. Đi này ổng mới gặp ổng cái thần tài đến luôn á. Đừng nghe thầy. Đừng xuất hiện thầy ơi. Không có gì đâu. Không có gì. Được tác giả này ý tưởng hay á. Ý tưởng hay chứ. Ủa sao nó lại ngược lại. Đừng đi đâu. Còn một cuốn nữa đâu. Còn một cuốn thầy ơi cho em nốt cuốn này em về luôn chứ. Trời ơi chích ngựa rồi. Tôi đi lại cái đường đầu tiên rồi. Bây giờ sao không biết có gặp ổng không nữa. Ý ổng không có đuổi theo mình ông ơi. Ý da ổng có đuổi theo. Ổng có đuổi theo. Hình như là quất xong 8 cuốn rồi mình bay vô chỗ exit luôn là ngon á. Chỗ này chưa. Chỗ này rồi. Phải lên đây. Không có đi đường tắt không ta. Hay ổng theo sau lưng mình ta. Ý nhảy lên. Ừ mấy khung này tiết kiệm nè. Nhảy lên nè. Hay bởi vì IQ mà. IQ game thủ mà. Vaccine nó bị khác. IQ vaccine. Gặp chỗ nào nhảy được thì mình nhảy. Đúng không? Rồi, quất cái này xong là tôi chạy ra nè. Chạy. Ui, đây stamina. Không có gì. Không có gì thầy ơi. Trời ơi, sao cái đó cái đường cục rồi. Chết con mẹ rồi. Oh shit. Chạy. Không thầy ơi. Oh shit. Khó vậy là lúc sau là ổng ngược theo mình nhanh lắm. Khoan, để tôi tính cái. Thà tôi đứng đây tôi tính xíu. Tôi sẽ lấy cuốn này trước nè. Ôi tôi sẽ để dành cuốn này lại nè. Và tôi đi. Làm sao mà chờ lại một cuốn đằng kia nữa. Ủa rồi sao được ta. Chết bà. Giờ tôi sẽ lấy cuốn này rồi tôi chạy thẳng bên kia. Ok. Giờ tôi sẽ chờ cuốn này lại. Rồi đi thôi. Ninh sản đấy mà.
miễn sao thầy đừng xuất hiện trước mặt em là được rồi. Thầy có bên này không? Thầy có bên này? À không, cái này là có đường thông rồi. Ý, cái này không có thông á. Mẹ rồi bạn ơi. Thôi, thôi thầy ơi, thôi. Ui da, ui da. Được mấy ông tác giả làm được ấy. Đâu không? Quy trưởng làm mấy xón hết chân. Mỗi lần dính, mỗi lần mà nhìn thấy ổng cái bật gạt lên bưng. Quy trưởng á. Hay đấy, hay được. Giờ lấy cuốn này. Tôi sẽ lấy cái cuốn này. Sau đó tôi sẽ lấy cái cuốn ở đây. Nói chung tôi cũng chả có nhớ nổi đường đâu. Ủa ở đây có thêm cái acid này nè. Ba rồi, vậy là ba cái acid lận. Rồi sao mà quất đây? Ui da, không có gì đâu, không có gì đâu. Không có gì mà thầy. Rồi sao ta? Cái ba cổng acid lận có khi là bốn cổng acid luôn á. Tôi sẽ không thể nào thoát ra được cái chỗ này, chỗ khốn kiếp này. Tôi sẽ hồi lực. Rồi hồi chút thôi được rồi. Hồi lực cũng vậy à. Không biết làm gì chi. Hồi lực thì một hồi nó cũng vậy. Ui da, sao thầy gần dữ vậy? Thôi thầy gần thì em chạy. Thầy gần thì em chạy. Thầy gần thì em chạy. Em chạy, em chạy, em chạy. Có khi nào ông đang gần sát bên tôi không ta? Sát bên tôi á. À, ông đang xa mình lắm. Thế thì được rồi. Hay là ông đang bên này? À không có, không có, không có. Rồi lụm cuốn này chạy. Chạy. Ui. Chạy 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 chạy. Nhanh 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 nhanh. Acid acid acid. Một hay là một cửa là ra. Ui trời ơi, một cửa yêu ra được. Ui trời ơi, thôi thôi thôi. Ôi trời. Thôi nhanh, không nói nhiều, không nói nhiều. Tác chiến luôn, nói nhiều làm cái gì. Còn một cái nữa là khi mà tôi bấm acid á thì tôi sẽ được dạng như là đầy stamina. Với lại cái cuốn sách cuối cùng tôi cũng đầy. Thế cũng đỡ khổ. Thế cũng coi như là có hớp. Ôi, cái gì ấy, cái gì ấy, cái gì ấy, cái gì ấy. Ủa tôi đâu có thấy ổng đâu ta, game với ảo thôi, ảo thịt đây. Thôi nha thầy. Không sao, không sao. Giờ tôi sẽ đi cái này, tôi nhớ đường rồi. Đi qua đây xong rồi tôi đi về, tại nãy tôi đi lên bằng đường này mà. Không quan trọng là ổng có chỗ kia không. Nó ổng có giữa đường hay không. Nhìn vô tơ. Không nói nhiều. Có khả năng là ổng tác giả lập trình xong mà cho ông thầy đứng sau lưng mình. Mình quay lưng lại mình thấy ổng. Ủa sao cái cuốn đầu tiên rồi cái chữ cái chỗ acid đâu ta? Ủa sao tôi không thấy chỗ acid ta? À acid bên này, acid bên này. Acid bên này rồi, một cuốn nha. Ơi thầy ơi. Thôi. Đừng. No, thầy chạy nhanh quá vậy. If you can complete act 1, you can contact me on the Twitter, Discord and I will go by a selfie. Ok, có một số thứ mà chúng ta cần phải làm rõ mấy ông à. Cần phải làm rõ luôn á. Tôi vẫn chưa hiểu là tại sao mà là như thế thì nó lại không có một cơ hội nào mà để cho tôi thắng luôn. Hay là cái đó là ý đồ tác giả muốn là cái chúng ta sẽ mãi mãi là không thắng được ông thầy body. Tôi cũng chả biết. Nhưng mà tôi còn để ý một cái dòng là ổng sẽ ngưng lại khi mà mình nhìn ổng. Mà ổng có ngưng quét ổng thịt tôi luôn mà. Nhưng mà ông tác giả ông đâu có thích cho anh đâu. Nên là chắc là tôi phải khám phá lại ông body để coi lúc tôi nhìn ổng thì ổng có ngưng lại không cái. Ui già quay già có ngưng không vậy. Hãy coi, để coi, để coi. Ê ổng ngưng. Khoan. Trời ơi, vì làm mỗi lần mình nhìn qua vậy là có ít đó. Ông chịu khó bị giật mình xíu nha. Chịu khó bị giật mình xíu. Trưởng. Nhìn ổng cái. Đấy, nhìn ổng cho ổng ngưng lại cái. Chịu khó em không? Chịu khó giật mình xíu nha. Cuộc sống mà đâu phải lúc nào mà nó cũng chân chu đâu đúng không? Nhìn ổng xíu nó, nhìn ổng cho ổng ngưng lại. Dừng khoảng chừng là mấy giây đó cho ổng ngưng lại tí đúng không? Sống chậm lại. Giật mình nè, chuẩn bị giật mình nè. Ai, chờ. Tôi nói trước cho mấy ông để mấy ông đỡ giật mình ấy.
thấy có lần YouTube nào mà tốt như tôi không? Chỉ cho mấy ông đỡ sợ ngay, đúng không? Mà tôi thấy sai sai đúng không? Tôi thấy sai sai đó. Tôi thấy sai sai rồi, tôi phải đi cái đường này. Tôi phải đi đường này thôi, không còn cách nào hết á. Nhìn! Nhìn ổng không được, chỗ này nhìn ổng không được. Ờ, nhìn ổng cái, nhìn ổng cái. Chạy nhìn ổng cái. Nhìn ổng cái. Từ từ thầy ơi. Nhìn ổng cái, chạy, nhìn ổng cái. Shit. Nhưng mà tôi hay bị mất phương hướng quá. Tôi hay bị mất phương hướng ghê á. Mày khó lắm, khó rồi. Khoan khoan khoan, tính cái. Rồi, lượm cuốn này rồi chạy đi luôn. Nhìn ổng cái. Ok. Nhìn ổng cái chạy. Chạy ra, chạy đường này, chạy đường này, chạy đường này mới đúng. Nhìn ổng cái, nhìn ổng cái. Mẹ, vẫn không kịp hay sao ấy. Má, nhìn ổng cái, nhìn ổng cái, nhìn ổng cái, nhìn ổng cái. Nhìn ổng cái. Nhìn ổng cái. Nhìn ổng cái. Thôi. Chết mẹ hết sức rồi. Mẹ hết sức rồi. Chết mẹ rồi. Nhìn cái thầy ơi. Thôi. Nhìn cái thôi. Nhìn cái, nhìn cái, nhìn cái, nhìn cái, nhìn cái. Chạy vô là thắng, chạy vô là thắng, chạy vô là thắng. Nhìn cái, nhìn cái, nhìn cái, nhìn cái. Gần thắng rồi. Mẹ tìm đập nhanh quá mấy bà. Ui da, gần thắng rồi. Khoan khoan, khéo. Khéo một chút. Gần thắng rồi. Nhìn nhanh. Thôi thầy ơi. Phải canh cái lúc vừa hết hiệu ứng là mình quay qua mình nhìn á. Không có về thì em thắng đây. Ui, cái gì còn nữa hả? Chết mẹ rồi sao chơi? Chết mẹ rồi. Chết mẹ còn cửa nữa. Oh shit. 4 cửa lần ha. Rồi sao chơi? Oh shit. Thôi. Thôi chết con ngựa rồi. Thôi. Thôi thầy ơi, thôi. Thôi ơi, chốt. Ý, mở ra thêm một con đường. Nhìn thầy. À, xa lắm mấy ông. Xa lắm. Đấy, xa lắm. Còn một cái shit nữa đâu trời. Tôi không biết. Trời. Thôi. Thôi xong rồi. Shit. Vậy là còn một cánh cửa nữa chính là đó đó mấy ông. Tôi đã định hình được rồi. Thôi, whoop. Get out the here. Đi vào đâu ta? Vào đây đúng không? Chết mày lộn mày. Ê, yeah, quay ra chết bà tôi mất phương hướng rồi. Đi xuống đây. Xuống đây rồi qua đây. Nhìn thấy cái. Nhìn vô. Nhìn thấy cái. Nhìn thấy cái nữa. Quá rồi đó mà. Hơi quá với thầy. Làm giỡn với thầy hơi quá. Chết bà, ủa sao? Đáng lẽ là tôi sẽ chừa cái cuốn này mà. Chắc là trong cái lúc lú tôi đã nhìn, tôi đã làm mà sai cách rồi. Ê, không có gì. Không có về. Nhìn cái. Rồi, thắng này mấy ông, thắng này đó. Tôi tính là thắng này đó. Nhìn cái. Nhìn liên tục. Đợi chừng nào mà giảm hiệu ứng lại là mình nhìn liền. Nó phải tập trung như thế. Đó, hơi giật mình xíu nhưng mà mấy ông yên tâm đi. Thắng này. Thắng rồi, ngon. Tới đây là tôi biết thắng rồi. Tại vì nó có một cái đường thẳng. Nó là một cái đường thẳng phải không? Nó là một cái đường thẳng. Nên là mình dễ đi lắm. Tin tôi mấy ông, tin tôi. Không tin tôi. Hãy tin tôi. Nhìn qua đèn cái. Mẹ rồi, chỗ này khó rồi. Chỗ này phải nhìn ổng hơi nhiều chút. Nhìn vô đây. Đi vô đây. Không. Không thầy ơi. Đừng. Đi thẳng là được đó mấy ông. Đi thẳng là ngay cái chỗ này tôi chỉ mấy ông đấy. Đi thẳng. Đây. Đấy. Về chỗ. Yeah. Oh shit. Thẳng rồi. Oh shit. Thẳng rồi. Trời ơi mẹ. Được. Thẳng rồi. Ờ. Cái gì? Tàu tẩu nữa hả? Còn chơi không? Thôi nha. Cách xin thôi. Đừng có cho tôi chơi nữa. Mở cửa ra thì chạy đi làm cái gì nữa vậy? Trốn tủ hả? Trốn tủ bị bắt đó. Ê, trời ơi, đó cái ai đây? Không có gì thầy ơi, đừng giấm xe kem. Em trốn rồi. Đấy, thông minh mà. Ý, cái gì nó vậy?
Ơi đừng nói. Ơi cái gì? Cô hai chapter 2 luôn không hay là vẫn chapter 1? Đồ mà bôi gói vậy. À mày cùng thôi, mày cùng thôi. Mày cùng thì cứ đi. Mày cùng thì cứ đi thôi. Nhảy lên. Nhảy lên. Shit. Năm Nhi mà phải dám quay lại chứ. Không có gì, không có gì. Không có gì đúng không thầy? Đừng làm em bất ngờ nữa. Ý. Cái này là sao? Ra chưa? Cái này là vô cái cánh cửa hồi nãy nè. Làm sao? Gọi làm sao? Hết đường đi rồi. À bên này có một đường. Ui. Boy. Nhảy đến đây rồi, nhảy đến đây hả? À? Có phải đâu. Ờ đường này bị lắp rồi. À tôi. Về. Cho em về. Cho em về. Đây là gì vậy? Khóa rồi, chỗ này khóa rồi. Lại là tiếng. Ờ đừng về đây nè. Yeah. Hay quá. To be continued. New chớp phi. Có nghĩa là phần thưởng tượng trưng á mà. Không có gì. Gần một tiếng ngộp thở của tôi. Thôi đến đây tôi cũng xin kết thúc clip. Nếu mọi người thấy hay nhớ cho tôi một like và subscribe giúp tôi đạt được 5000 lượt đăng ký đầu tiên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.